Hello everybody, welcome all of you, come to my channel. Today I am going to show you how I do what I do, how I adjust protocol, how I process after I finish MR scan with root antigen. Do you hear about root antigen? Let's see my video. Xin chào mừng các bạn đến với MRI Siemen Simra hệ hoành E11. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chụp điều chỉnh protocol cũng như cách hậu xử lý đối với mỗi ca nghi ngờ về bệnh lý root antigen. Thì cái bệnh lý này dịch ra tiếng Việt đó là bệnh lý về xung đột thần kinh mạch máu. Thì đối với bệnh lý này thì mình sẽ chụp protocol với ba chuỗi xung. Chuỗi xung đầu tiên là top 3D, chuỗi xung thứ hai là CISS và chuỗi xung thứ ba là T1 fiber sau tiêm. Thông thường thì mọi người với bệnh lý này mọi người sẽ chụp hai xung thôi, xung top 3D và xung CISS, mà mình lại chụp thêm xung T1 fiber sau tiêm, liệu có cần thiết hay không? Thì câu trả lời nằm ở phần sau nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình điều chỉnh xung top 3D này. Thì cái xung top 3D này cũng giống như những cái xung khác bình thường thôi. Thì mình sẽ điều chỉnh theo cái hướng đầu và gối thể chai. Nhưng mà riêng mình sẽ điều chỉnh theo nó cái hướng nó vuông góc với cái thân não. Để tí mình chụp cái xung xích cho nó đẹp. Tại vì khi mình điều chỉnh cái hướng của xung xích nó vuông góc với thân não thì mình sẽ đỡ active phát hơn. Tại vì khi mà mình chụp theo cái hướng đầu và gối thể chai á, thì nó dễ active phát hơn. Ví dụ như cái đoạn mà đoạn động mạch cảnh trong đoạn ống cảnh và đoạn xoang ngang á, thì nó đỡ active phát hơn so với hướng đầu và gối thể chai. Thì các bạn cứ thử đi, tại vì mình cũng chụp nhiều lần, mình cũng đã thử rồi, thấy nó có hiệu quả nên mình chia sẻ cho các bạn. Tiếp theo thì đối với xung xích, thì cái xung xích này nó cũng phải giống gần giống như cái xung mà top của mình, về các lắc cắt, về hướng cắt, FOV rig, FOV phay và thậm chí là cả matrix. Nếu mà matrix càng giống càng sát thì nó khi mà mình fusion ra hình nó càng đẹp nha các bạn. Đáng lẽ ra thì ở cái xung này thì mình nên chụp thêm cái xung colon T2 để mình xem cái vị trí của cái dây thần kinh nó chỗ nào, nhưng mà ở đây mình thì mình không cần, mình sẽ sử dụng cái công cụ mà định vị trên ba mặt cắt á, mình mở lên. Cái thứ hai nữa là mình copy cái vị trí bàn của một cái lát mà trên hình ASEAN T2 á, thì mình copy như vậy thì mình sẽ biết được cái vị trí nó chỗ nào luôn, mình khỏi cần phải chụp cái colon T2 cho mất thời gian. Thì cũng tương tự như trên, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình điều chỉnh cái xung ASEAN fiber sau tiêm. Thì cái xung này mình cũng điều chỉnh cùng hướng, cùng độ dày lắc cắt, cùng FOV để sau khi chụp mình fusion lại để mình xem kết quả nó như thế nào. Không biết vì một lý do nào mà mình kéo hình sagan T1 lên mình định vị thì không được. Thì có một cách đơn giản để giải quyết là các bạn kéo hình sagan T1 lên cái phần ô nhỏ nhỏ ở giữa. Rồi từ cái đó mình sẽ vô phần distortion 2D, các bạn bấm đi sẽ ra một cái series distortion á. Thì các bạn kéo lên thì các bạn tiếp tục các bạn chỉnh sửa và định vị cái xung ASEAN T1 boss này nha. Và theo mình thấy thì cái xung ASEAN fiber này nó chưa có giống với cái xung mà CISS của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình điều chỉnh cho nó giống. Ví dụ như phần FOV thì mình sẽ giảm xuống chút xíu, phần slide mình sẽ giảm cho bằng với cái xung CISS. Và mình giảm như thế nào cho nó bằng cái kích thước voice. Ví dụ như ở đây là 0.6 x 0.6 x cho 0.7. Ok, thì sau một thời gian mình điều chỉnh cái chuỗi xung ASEAN T1 boss fiber này thì mình phải điều chỉnh cái hướng của nó nữa, đồng thời mình điều chỉnh cái vùng cắt nữa cho nó phù hợp. Ví dụ như cái vùng này thì mình phải điều chỉnh kéo lên kéo xuống để cho nó bao phủ hết cái thần kinh và mạch máu, để khi mà mình fusion ra cái đoạn nó dài nhất có thể. Ok, thì đây là ba hình với ba chuỗi xung mình với vừa chụp xong trong cái bệnh lý mà root antigen xung đột thần kinh mạch máu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách fusion luôn. Đầu tiên thì các bạn bấm giữa trục trái, kéo hai cái xung top và cái xung ASEAN T1 fiber qua hai ô đó. Sau khi đó các bạn sẽ tiếp tục kéo xung xích qua để mình làm fusion. Thì cái xung xích này các bạn bấm và giữ chuột phải nha, giữ chuột phải kéo qua thì có cái chữ fusion đó, bấm vô. Cũng tương tự như thế thì các bạn sẽ làm với cái xung mà ASEAN T1 fiber thì xem kết quả nó như thế nào. Thì theo ý kiến cá nhân của mình thì cái xung mà ASEAN T1 fiber và xung xích khi mà fusion lại nó sẽ đẹp hơn nhiều, rõ ràng và chi tiết hơn so với xung top và xung xích. Tại vì cái xung top mình nó chỉ có cái độ tương phản thôi, còn cái xung xích thì nó có độ chi tiết. Mà khi fusion lại thì mình sẽ thấy độ vừa tương phản và vừa chi tiết. Nhưng mà khi mà mình fusion xung xích là có độ chi tiết phải không? Với cái xung mà ASEAN T1 fiber boss á thì nó cái xung này nó có độ chi tiết và độ tương phản luôn. Nên là khi mà mình fusion lại thì nó nhiều dữ liệu và hơn, nên là mình thấy rõ ràng hơn.
Đối với ca này thì mình thấy cái dây thần kinh số 5 bên phải và cái mạch máu nó có tiếp xúc với nhau thì gợi ý cho mình đến một cái bệnh lý xung đột thần kinh mạch máu. Nhưng mà cái bệnh lý này thì phải phụ thuộc vào cái lâm sàng. Ví dụ như cái vị trí xung đột thần kinh nó nằm ở giữa hay là ở cuối thì có thể là nó không có gây ra triệu chứng. Ví dụ như mà nó nằm ở động gốc đi thì nó sẽ dễ gây ra triệu chứng, tại vì cái động gốc là cái đoạn mà nó hầu như nó cố định, nó ít di chuyển. Mà khi mà cái mạch máu nó đập á thì nó ảnh hưởng trực tiếp lên nên dễ gây ra cái triệu chứng. Chứ còn ở vùng cuối vùng giữa thì nó cũng có thể lung lay nên là cũng không có triệu chứng đâu. Nên là phải dựa vào chủ yếu vào lâm sàng nha. Cái triệu chứng mà điển hình của cái bệnh lý xung đột thần kinh mạch máu này là cái đau theo nhịp mạch đập. Và nó cũng có hai kiểu, một cái kiểu là kích thước lớn và một cái kiểu là kích thước nhỏ. Thì cái kích thước lớn thì mình dễ mình thấy được luôn. Và người ta hay gọi là cái giãn dọc dài động mạch đốt sống thân nền. Còn cái kích thước nhỏ là rất là khó nhận biết trên hình ảnh, đòi hỏi các bạn phải kéo chuột lăn chuột từ từ từ. Cái kiểu này thì nó giống như cái móc mình á, cái vắt ngang qua cái thần kinh mình nên là rất là khó phát hiện luôn á, nên là phần phải kỹ lưỡng á. Sau khi mình phu sinh lại với nhau thì mình cũng chuyển qua những cái hình màu á để cho nó sinh động hơn, khi mình in cho bệnh nhân thì bệnh nhân cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Đối với cái bệnh lý này thì mình cần phải kết hợp giữa cái lâm sàng và cái hình ảnh để cho một kết quả chẩn đoán cho chính xác nhất. Mà lỡ nếu mà bệnh nhân không may bị cái bệnh lý này thì có cách nào giải quyết không? Thì mình cũng lên mạng mình cũng tìm hiểu rồi. Thì cái cách này bắt buộc mình phải mổ thôi các bạn, không còn cách nào khác đâu. Thì khi mình mổ mình sẽ mở cái sọ chẩm mình ra, rồi mình đặt vô giữa cái thần kinh và mạch máu một cái miếng cho nó ngăn tiếp xúc giữa hai cái này đi. Khi mà mạch nó đập á, thì nó không không có tiếp xúc trực tiếp với thần kinh nên là nó không còn đau nữa. Đó là những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình chụp cũng như xử lý hình ảnh đối với một ca mà nghi ngờ bệnh lý về xung đột thần kinh mạch máu. Các bạn hãy ủng hộ video của mình nha. Tasks were my experience when I scan MRI. Let me know your opinion below in the comment section. Don't forget like, share and subscribe my channel. Hope to see you soon in the next video. Thank you.